Dạ, xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em đi review một em bàn phím cực kỳ rẻ luôn. Giá của nó chỉ có khoảng tầm 500k thôi, nhưng nó vẫn có đầy đủ các chức năng và có những thứ mình thấy nó còn nổi bật hơn những bàn phím cơ giá rẻ khác nữa. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đi khám phá nào. Let's go. Đầu tiên về cái cách đóng hộp thì các bạn đừng có để ý làm gì. Cái này con hộp của con này chắc là nó lấy của thằng khác nó gia công rồi, cho nên là nó cũng không có chính xác đâu. Về hình ảnh thì mình thấy là biết nó là phím cơ thôi. Đó. Phía bên trong thì chúng ta sẽ có được tặng kèm thêm một cái kê tay rời. Đây, là dài. Đó. Phía dưới thì chúng ta sẽ thấy cái bàn phím cơ nằm ở giữa. Và phiên bản mình mở hộp hôm nay đó chính là một chiếc bàn phím cơ màu đen xám đấy. Để mình xem trong hộp nó còn có gì không nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái tờ hướng dẫn sử dụng nữa thôi, không còn gì cả. Ok, quay trở lại với bàn phím thì các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái layout khá là cơ bản, full size 104 phím, đầy đủ các chức năng luôn. Và cái mình nói đến ngay từ đầu video đó là nó sẽ được tặng thêm một cái kê tay. Và cái đặc biệt là cái kia tay này thì nó sẽ không có ốc hay là có ngẹp, mà nó sẽ được hít vào trong cái bàn phím bằng nam châm luôn. Đó, cực kỳ ngon. Và cái kia tay được cặn kèm này thì nó cũng khá là to, như mình để tay thì nó cũng cực kỳ thoải mái luôn. Các bạn có thể yên tâm sử dụng và nó sẽ đỡ hơn mỏi tay hơn rất là nhiều nếu như mà không sử dụng kia tay. Và ở đây chúng ta sẽ thấy cái màu keycap của nó sẽ có hai màu chủ đạo, đó là màu đen và màu xám. Nhìn nó cũng sẽ đỡ đơn điệu hơn rất nhiều so với những cái bàn phím cơ bình thường trên thị trường thì nó sẽ thường có một màu thôi. Về cái keycap của em này thì sẽ là keycap như ABS thôi, tất nhiên rồi, giá rẻ mà, và nó vẫn sẽ được làm double shot. Thì với cái kiểu double shot này thì các bạn yên tâm là nó sẽ không bị bay chữ theo thời gian. Ở đây chúng ta sẽ có thấy là dây cáp của nó sẽ là dây cáp liền và cổng USB. Đó, không có cục chống nhiễu luôn. Con này thì giá nó rẻ quá rồi, cho nên cắt những cái đó nó sẽ cắt giảm bớt. Ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ thấy là nó vẫn sẽ có hai cái lẫy để nâng hạ độ cao của bàn phím. Chúng ta sẽ không có gì nhiều ngoài cái họa tiết hoa văn như thế này. Đây, cực kỳ đơn giản luôn. Ok, quay trở lại với chiếc bàn phím thì chúng ta thấy được em này đang sử dụng đó là Blue Switch. Và cái hãng Switch mà em này đang sử dụng thì mình thấy nó cũng khá là lạ. Nó ghi là The Ring Key. Mình cũng không biết là The Ring Key là của hãng nào. Tuy nhiên thì nó là hàng phím cơ real nhé. Đây, đó, nó sẽ là phím cơ Blue Switch đàng hoàng luôn nha. Không phải là dạng kiểu bán cơ hay là phía dưới chân cao su làm có tiếng thì cái đấy không phải. Và còn một cái nữa thì em này cũng có hỗ trợ chúng ta hệ thống cái đèn LED luôn. Mà cái đèn LED của nó sẽ là đèn LED Rainbow. Đây, mình cắm thử cho các bạn coi nha. Đèn LED của nó không được sáng lắm và cũng không có được rực rỡ như những con bàn phím cơ giá đắt tiền. Tuy nhiên thì nó sẽ có hỗ trợ khá là nhiều chế độ đèn LED. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua các cái chế độ đèn LED của em này nhé. Tiếp theo thì về cái cảm giác bấm của em này thì nó là Blue Switch. Thì thường những con giá rẻ thì nó vẫn sẽ làm Blue Switch và nó cũng khá là chắc chắn. Tuy nhiên thì mình cảm giác là những cái start của em này làm nó khá là sực sịch. Đúng rồi, tại vì con này là bàn phím cơ giá rẻ mà, nó không có chỉnh chu những cái chi tiết như thế. Thì bây giờ mình sẽ gõ sơ qua cho anh em nghe thử cái sound test của em này nhé.
Các bạn thấy sao? Theo mình thì với cái tầm giá này và những ai đang có nhu cầu mua một chiếc bàn phím cơ để trải nghiệm thử, cũng không muốn đầu tư quá nhiều vào trong bàn phím cơ, thì các bạn có thể tham khảo con này. Con này theo mình nghĩ thì giá cỡ tầm 500k thì rất hiếm có những con bàn phím cơ full size mà lại có đầy đủ các chức năng như thế này. Tất nhiên thì nó sẽ có những cái điểm yếu cố hữu của những cái bàn phím giá rẻ, ví dụ như là cái step của nó sẽ khá là sộc xệch, build của nó thì cũng không được cứng cáp cho lắm, build của nó sẽ build khá là rẻ tiền thôi, có cảm giác thì không có được cứng cáp cho lắm. Ngoài ra thì con này nó còn có một phiên bản nữa, đó là phiên bản màu hồng. Đây, phiên bản màu hồng đây. Và với phiên bản này thì chúng ta thấy là nó có phối hợp keycap giữa màu hồng và màu trắng, nhìn cũng khá là hay ho. Và đèn led của nó cũng sẽ sáng hơn, do cái phiên bản này keycap màu trắng mà, cái nền cũng là màu trắng luôn. Chúng ta cũng sẽ vẫn được tặng một cái kê tay màu hồng, khá là hợp tâm luôn nhé. Thì đó, nếu như mà các bạn là muốn tìm một chiếc bàn phím cơ giá rẻ hợp lý dành cho người mới chơi thì có lẽ đây là một sự lựa chọn cũng đáng để xem xét đấy. Ok, các bạn có ý kiến về gì về chiếc bàn phím này thì hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Nếu mà các bạn muốn tham khảo giá của em này thì có thể click vào link ở trong phần mô tả của video nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Bye bye.